Hôm nay thì Hưng sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái bàn ủi mới nhất Hưng vừa mới về hàng nha. Thì khi mọi người mở cái khung này ra, bỏ nước vào thì là đợi cho máy nóng một xíu. Và khi mà cảm thấy ok nóng rồi thì mọi người nhớ bấm cái nút ở đây xuống giùm Hưng nha. Hơi là nó sẽ ra. Và khi mọi người muốn ủi á thì là lúc bấm cũng được hoặc là không bấm cũng được. Và nếu như mà mấy chị thích là nó ra hơi đều luôn thì là chỉ cần bấm xuống nhẹ như thế này cho em, và nó có một cái nút gạt ha, nút xuống như thế này là hơi nó ra đều luôn như thế này nha. Hơi ra rất là nhiều vì là hàng cao cấp nên là hơi ra cũng khá là đều đó. Giá là 600.000 một máy nha, và màu hồng rất là bánh bèo, rất là xinh luôn. Đây cái là máy. Và khi mà ủi thì là chỉ cần làm như thế này thôi là máy sẽ rất là thẳng, nồi sẽ rất là thẳng, và nó chỉ nhỏ gọn mà có thể gấp lại bỏ trong đi du lịch được ha. Hơi ra khá là tốt luôn. Giá là 600.000 và màu hồng chỉ có duy nhất một màu như là Hưng đang cầm trên tay thôi ha. Đó mọi người thấy ha, ủi rất là nhanh và hơi ra thì là không cần phải bóp, rất là dễ sử dụng ha. Đó, mình thấy hơi ra rất là nhanh ha. Rồi, hôm bữa trước là có rất là nhiều chị yêu cầu Hưng là mình về loại cao cấp á. Thì hôm nay Hưng về cao cấp hơn rồi. Loại cao cấp là 600.000 nha. Hơi ra rất là nhiều như thế này. Mọi người muốn tắt thì là chỉ cần gẹt nhẹ như thế này thôi là hơi nó sẽ ngừng ra. Đó, lỗ tắt hơi rất là nhiều. Nước thì cũng khoan chứa nhiều hơn. Khi sử dụng thì mọi người không sử dụng nữa thì có thể gấp này lại.